nhất với cái sản phẩm của Mitsubishi tại Hà Nội Auto cung cấp ra thì nó là yếu tố chất lượng, mức tiêu hao nhiên liệu tốt nhất trong cùng một phân khúc, thiết kế cũng rất chi là trẻ trung và hiện đại, cùng với lại cái giá thành hợp lý. Chính sách bảo hành, bảo dưỡng của Hà Nội Auto và chúng tôi đã làm theo đúng cái quy trình, quy chuẩn của Mitsubishi Việt Nam. Đội ngũ cố vấn dịch vụ, tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp, hướng dẫn khách, kỹ thuật, lành nghề, giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản của Mitsubishi Việt Nam. Chúng tôi đã đảm bảo 3 yếu tố: 1 là uy tín, 2 là chất lượng, 3 là thời gian để làm cho khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Toàn thể cán bộ, nhân viên đều là những người có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề nghiệp và tận tâm trong công việc, luôn luôn nỗ lực, phấn đấu, học hỏi, tìm tòi và trau dồi kiến thức để nâng cao tay nghề. Chúng tôi không ngừng cải tiến thiết bị hiện đại và nâng cao tay nghề cho nhân viên bằng cách cử nhân viên tham gia các khóa học trong nước và nước ngoài. Tôi thấy là dịch vụ đây cũng rất tốt, các em chăm sóc tôi từ lúc đi mua, hỗ trợ đăng ký rồi, các dịch vụ tốt. Thiết bị ở đây là rất là hiện đại. Tôi cảm thấy là yên tâm khi mà mang chiếc xe xuống đây để bảo dưỡng dịch vụ. Tôi rất hài lòng. Rất là hài lòng. Rất tin tưởng và sẽ gắn bó với Mitsubishi.